Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì ngày hôm nay em lại mang đến cho các bác một cái mẫu dây loa. Thì cái mẫu dây loa này là mẫu dây loa của Hitachi. Thì cái loại này em cũng đã làm clip rất là lâu rồi. Thì cũng hơn một năm trước em có giới thiệu một số dây loa tương tự như này, chỉ là khác về cái màu bên ngoài thôi, mà về cái chất lượng của cái dây này tương tự như cái dây kia luôn. Cái dây loại trước em giới thiệu cho các bác á, bán bên em rất là chạy, thì đợt vừa rồi cũng hết hàng luôn. Thì đợt này em về lại thì em sẽ lên clip này giới thiệu cho các bác nào mà có nhu cầu để những bộ dây loa mà đơn giản như là mỗi vế chỉ tầm hai lõi như thế này. Thì mỗi lõi của dây này nó rơi tầm khoảng từ 2 ly đến 2 ly rưỡi trên mỗi lõi. Thì các bác nào mà muốn đơn giản như thế này á, thì các bác có thể liên hệ với em. Thì em sẽ giới thiệu từng loại để cho các bác có thể từng cái lõi dây để cho các bác có thể tham khảo rõ hơn. Đấy, thì mà hai màu của nó sẽ là một cái màu trắng như thế này, mà khi làm thành bộ thì bên em sẽ phân biệt âm dương để cho các bác có thể về để có thể cắm rút dễ dàng hơn, tránh trường hợp mà bị lộn á. Thì bên em sẽ làm thành bộ như thế này. Thì một bộ mỗi vế bên em hiện tại là đang làm thành bộ là mỗi vế là 2,5 m, là một bộ 2,5 m, cho các bác có thể với cái chiều dài đó thì các bác có thể sử dụng được rất là dễ dàng. Và khi để ý kỹ thì trên dây sẽ có những cái thông số mã dây. Đây, em sẽ show kỹ lại cho các bác xem. Đấy, thông số dây của Hitachi. Bên ngoài sẽ là một cái màu trắng như thế này. Thì những cái dòng dây loa bãi thì bên ngoài của nó sẽ hơi dính bẩn chút xíu thôi, nhưng mà về cái chất lượng thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Thì tuy nó dây này nó nhỏ nhưng mà về cái vỏ bên ngoài nó cũng thể đảm bảo được cho các bác là tránh được trường hợp là bị dập dây. Đấy, thì những cái dòng dây loa của Hitachi hoặc là những cái dòng dây tín hiệu của Hitachi thường sẽ là lõi đồng mạ bạc. Thì những cái lõi đồng mạ bạc này nó sẽ thiên về ba dải, nhưng mà nó sẽ thiên về chung và chép sẽ sáng hơn. Thì ở đây em cũng sẽ tiện luôn, em sẽ tước cho các bác xem cái đoạn dây bên trong cũng như là cái lõi dây bên trong của nó sẽ như thế nào. Đây, thì mỗi lõi của nó sẽ rơi tầm khoảng 2 ly. Đây, lõi đồng mạ bạc rất là sáng. Em sẽ bắt nét kỹ hơn để cho các bác có thể rõ hơn. Đấy, những cái lõi như thế này nó sẽ chi tiết từng dải, nó sẽ lên âm thanh nó sẽ hay hơn. Thì các bác nào mà có những cái dàn nghe nhạc hoặc là karaoke gia đình đó, thì các bác có thể tham khảo cái mẫu này để nâng cấp cho mình một cái bộ dây loa mới, cũng như là có thể nghe được cái âm thanh hay hơn, hoặc là có thể thay thế cho những cái bộ dây loa nhà mình đã cũ. Thì các bác có thể tham khảo cái mẫu này, giá thành cũng rất là rẻ. Vì cái chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi, cái mẫu này trước đó em cũng đã bán rất là chạy ở bên em. Thì một bộ 2,5 m hiện tại bên em đang có giá là 250.000 trên một bộ. Thì các bác có thắc mắc gì hoặc là các bác có muốn sở hữu cho mình một bộ, thì các bác có thể liên hệ với em số điện thoại là 0935 980 281, đó cũng là số Zalo của em, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp, địa chỉ ở 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến mình thì em sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.